Kẹo là gạo nguyên chất xay. Ở nhà mình tự xay luôn ha. Đúng rồi, nhà tự xay. Lúc mà nước nó sôi lên là mình xả cái ban này ra. Mình tăng sao cho bột nó chạy vừa thôi. Nếu mà cho ban nó chạy nhiều quá là bột nó sẽ tràn. Anh chị các bạn thân mến, bây giờ là khoảng tầm 6 giờ sáng ở Sài Gòn người ơi. Mình đi rất là sớm, mình đã có mặt ở địa chỉ là 130 đường Độc Lập, quận Tân Phú nha. Cái món buổi sáng sớm hôm nay mình chia sẻ đó là món bánh cuốn đó, bánh cuốn trứng. Và đặc biệt hơn ở đây đó là kéo bằng máy, và mình sẽ vào mình chia sẻ với mọi người về địa điểm này coi như nè. Mọi người thấy sáng sớm đường khá là vắng vẻ, mà mình thấy quán này cũng đã có người mua rồi. Và mình sẽ vào mình chia sẻ cho mọi người nha. Đặc biệt giờ là mình thấy là quán vẫn còn đang chuẩn bị cắt chả và một số nguyên liệu thêm mọi người, chưa chuẩn bị hết nữa. Wow, cái cây chả này to quá anh ha. Chả này là 3 kg. Ồ, 3 kg. Này là chả lụa. Đây là đúng rồi, chả lụa. Cây này to nhất 3 kg, còn mấy kia là 2 kg. Chả này là nhà mình làm hả? Dạ đúng rồi. Bởi vì mình thấy to, ở trên đây cũng có mấy cái chả to nữa nè. Ồ, nghe thơm quá. Cái này chả này mình hấp không bao lâu thì được? Khoảng 1 tiếng 15 phút. À. Đó. Lá chuối mình cọc bò, còn thêm cái bọc bên ngoài. À, em thấy nó màu xanh xanh đó là của lá chuối đúng không? Đúng rồi, màu xanh của lá chuối. Wow, thơm quá. Bây giờ mở ra giống như là bánh tét vậy. Chả lụa. Nó ăn cái màu của lá chuối xanh xanh luôn. Ồ, nóng hổi luôn. Cái này là mình mới vừa hấp lên ha. Dạ đúng rồi, mới chín xong. Ngày nào mình bán hết là mình làm ngày đó. À. Chứ mình không có làm việc qua ngày. Chả mình làm không có chất bảo quản đó. Đây, đây. Cái chả lụa nó thành phần chủ đạo nó là gì vậy? Dạ thịt nạc ạ. À. 90% thịt nạc với 1 ít thịt mỡ. Ướt lụa hả? Không còn, cho mình được. Tiếp hộp trang trai nè. Cái này thấy có giá, có dưa, dưa. Hộp bao hộp đó là bao nhiêu? 30 ngàn. Dạ. Ở đây là mình bán từ mấy giờ? Dạ, từ 5 giờ rưỡi sáng tới 11 giờ trưa. Ở đây bán được lâu chưa? 14 năm rồi á. 14 năm hả? Dạ. Lúc trước là bán ở đâu? 8 năm ở trên chợ. À. Họ lấy lại về đây. Rồi. Dạ. Anh thấy là trên cái tủ mình nó nhiều nguyên liệu quá, nên là một hộp nó đầy đủ hết hay sao? Dạ đúng rồi á, đầy đủ luôn, chả lụa, chả chiên, chả quế, rồi nem, bánh cống và bánh tôm nè. À. Một hộp nó đầy đủ như là bao nhiêu? Một phần đầy đủ là 30 ngàn. 30 ngàn hả? Dạ. Ừ. Là bánh cuốn trứng là mình sẽ hơn tiền đúng không? Trứng thì mình sẽ thêm 5 ngàn. Ừ, đặc biệt thì là 40. Đặc biệt là nó nhiều hơn hay sao? Dạ, nó nhiều bánh rồi, chả nó nhiều hơn đấy. À. Là mình chỉ bán buổi sáng thôi hả? Dạ, đúng rồi. Chiều thì mình có bán thêm món bún thịt nướng. Chả nó sẽ còn bốc khói lên luôn. Ngày xưa mình ra là mình đã cuốn bằng máy chưa hay là bán bằng tay? Hồi xưa chả bằng tay á. Rồi tại vì do bây giờ là lượng khách nó đông, mình chán không kịp á. Mình nhập máy về mình chén. Hay quá không? Dạ. Còn còn đang chuẩn bị ra cho nó thủ nó đầy. Dưa bào, rau, giá. Ở phía bên này mình thấy có một anh đang chiên, này mình chiên bánh tôm ha. Bên kia là cái tủ. Còn xíu nữa mình sẽ quay cái bánh cuốn máy cho mọi người xem. Cái phần thành phần nó là gồm những gì anh ha? Bột mì, bột gạo, bột xương giòn, có củ, quế dâu, có củ quả, khoai lang, tôm thì xay. Tôm là xay ra. Nước hay bắn luôn là 35 ngày. Bánh tôm chiên mọi người. Nghe nó giòn.
Về sớm chắc khoảng tầm xíu 7 giờ cho coi giờ cao điểm anh ha. Cao điểm 6 rưỡi 8 giờ học sinh đi học, mùa dịch học sinh nghỉ. Đợt dịch này mình có ảnh hưởng về doanh số gì không anh? Tầm ít thôi. Chủ yếu là tầm mua về ha. Còn mình chiên đợt mòn mình phải cho qua cái chảo này nữa anh. Hai đợt dầu. Hai đợt dầu. Là ba hộp đủ đây. Còn mấy tư rồi. Đợt bánh này, cái đợt chiên này bánh nó sẽ giòn hơn. Khách ăn thì mê bánh tôm nữa, tôm mà không có bánh tôm là không ăn. Ở bên kia em thấy là mình chiên bằng cái chảo ga, còn bên đây là mình chiên bằng điện nè. Vậy nó có giúp ích gì không anh, hay là chỉ là hai cái loại máy khác nhau thôi? Ga thì cái ga làm cho bánh mình có độ phồng lên. Cái phòng nó tốt hơn máy điện, độ giòn. Chiên bánh tôm điện nó có cái cây mình đổ nó bắn hay các bạn không? Dạ. Có cây điện bên trong đó. Rồi để cái bánh tôm này chín nữa. Ta thích ăn bánh cống nhiều hơn. Dạ. Bánh tôm này em thấy chị cũng lâu rồi ha. Tôm này thì rất trẻ. Thích đầu giòn. Bánh tôm này là giòn rụm luôn mọi người. Cứ để cho nó vàng. Rồi mình sẽ quay từng khâu cho mọi người xem. Nó vàng như là được rồi ha. Okay. Để trên này rồi ráo dầu nữa là xong rồi. Nó có lỗ nè, hiệu ứng lỗ nè mọi người ạ. Sẽ qua ở bên cái máy chạm máy quay cho người xem nha. À, mình để ý là đồng phục ở đây của mấy bạn ở đây là màu đỏ mọi người. Wow, bỏ thêm cái rổ cây nhìn nó vệ sinh và đẹp mắt thế mọi người. Đó, mình đang đứng ngay chỗ cái máy chuẩn bị cuốn rồi mình quay cho người xem. Đóng gọi được giá dừa. Chia sẻ về cái máy nó mình nó cơ chế nó hoạt động như thế nào anh ha. Cái bếp này là nó hoạt động về bằng điện. Ở trên nó là có một cái bồn, nó có hai cây quay để đảo bột cho đều. Bây giờ mình đổ bột vô trong. Đúng rồi. Mình sẽ đổ bột vô. Đổ trực tiếp vào cái ngang đó. Đúng rồi. Ô gạo này em nghe mùi thơm quá. Gạo là gạo nguyên chất xay. Ở nhà mình tự xay đúng không? Ở nhà tự xay. Còn nghe cái mùi gạo nó thơm luôn. Khi nào hết cái mình chăm vào tiếp. Lúc mà nước nó sôi lên là mình xả cái van này ra.
mình canh sao cho bột nó chạy vừa thôi. À. Nếu mà cho ba nó chạy nhiều quá là bột nó sẽ tràn. Bánh nó dày. Cái ngăn này là cái gì anh? Ngăn này bên trong đây là nó có 4 cây đốt, 4 cây nhiệt. Giống như nó, mình hắt vậy ha? Đã, đúng rồi, nó có nước, nó đun bằng hơi nước lên. Mình mở ra được không anh? Được. Sẽ đi qua đây. Rất là nóng. Cái độ dày mỏng là mình chỉnh được không anh? Được. Cái khuôn này mình chỉnh bằng cái khuôn này. Còn cái ngay chỗ này là nước hay chỗ này? Ừ, nước. Ủa còn cái hổ này? Cái này là hổ dầu. Dầu nó chạy qua cái phên để cho bánh nó được thơm hơn. À, dầu hành. Dầu hành. À, có điều chỉnh là mình ở đây. Dầu điều chỉnh. Không điều chỉnh. Còn cái khâu bánh ra cuối cùng là mình ở đây ha. Dạ đúng rồi. À, rồi cảm ơn anh nha. Chạy ra tới đầu. Nó chuẩn bị ra rồi kìa. Còn cái khăn này nó có tác dụng gì anh? Tại vì cái nắp này là nó có bị hở, mình che lại với lại để cho bánh không bị rách. Dạ. Yeah. Nếu mà cái này nó nằm sát quá thì bánh nó phồng lên á, nó gặp cái khăn sát nó cản cái bánh lại. Yeah. Bánh nó sẽ bị bể. Ờ, bánh nó chuẩn bị ra rồi nè. Mình nhờ ảnh chia sẻ quy trình thôi, còn chưa có làm bao giờ. Đó, coi bóc bóc lên. Làm là phải mở cái van đằng kia. Tại mềm này là nó không bị kéo bánh lại. À. Còn nếu mà sắt mà cái tấm cái nắp này nó khác cái phên quá thì kéo cái bánh lại bánh sẽ đắp. Wow, bánh. Còn bên đây là nhân ha. Nhân. Thịt mà củ sắn, thịt xay, thịt thái, thái hạt liều, nấm mèo. Bây giờ là gì đây? Cái này mình làm từng đợt ha. Tại vì bây giờ nó dịch á, cho nên khách hàng ta đi mua cũng không có được đông như mọi lần. Nó cũng ảnh hưởng ha. Đúng rồi, lần này bếp là 3 chén liên tục. Còn trứng nữa mà mình có trứng là mình đổ vào đâu anh? Dạ, mình đổ ở bên trong quần của mình. À, rồi. Một xíu mình quay cái bánh cuốn thân cho người xem. Dạ, à đây. Có trứng hay đâu? Có trứng hay hai lá? Một lá hả? Một thêm một lá hả? Anh coi luôn anh. Được trứng không nhỉ? Anh ơi. À, cái trứng là mình đổ vô luôn. À, rồi. À, không, mình không có đổ từ từ ha. Ồ, mình không có đổ hết là. Rồi, cảm ơn. Rất là đều luôn. Tốc độ nhanh chậm là mình vẫn chỉnh được không? Đúng rồi, mình chỉnh theo cái tốc độ của mình làm. Với lại lực khách. À. Khách đông mình chỉnh nhanh lên một chút. Trứng gà phía trong mình đây có một cô đang vào nước mắm mọi người, để chủ gạo bán là chỉ đem đi thôi. Không có dịch mà mình có ngồi chỗ ngồi tại chỗ đúng không? À, không có dịch thì mình ngồi trong nhà. Này phía trong nhà thế này mình thấy cũng rất rộng rãi luôn. Bây giờ bàn ghế là xếp lên hết rồi. Giấy rồi. Thank you.
hộp là được một cái trứng ha. Không ăn luôn, không ăn luôn. Đem một hộp đặc biệt. Tiếp hai hộp trong đây. Cắt thời gian rồi. Cắt thời gian rồi. Cắt thời gian rồi. Chuẩn bị nó chạy ra. Trứng nó ra là được. À, trứng là mình vẫn có nhân luôn. Đúng rồi, không có nhân. Nó to quá ta. Trứng nhìn nó to mọi người. Đó, nhìn hấp dẫn luôn. À, khi mình làm không kịp thì mình tắt nó lại cho ngưng lại. Đây là hộp đầy đủ đúng không? Đầy đủ này là 30. Ok. À, chuyển qua bên ngoài luôn rồi. Một hộp mình là được 2 dây như vậy. Bánh tờ bánh cống. Rồi, đây này. Ủa em, cái bánh vỏ này là mình làm bánh gì? Ướt. À, bánh nước. Bánh nhanh là bánh cuốn. Rồi. Đó. Sau một mâm cái là chuyển qua đây. Trời, cái này mà làm nóng ăn tại chỗ mới ngon. À, thường mình bán có khách là một người một dây. Còn nhìn làm tại chỗ nó nhìn nó rất là đẹp. Rồi, cảm ơn em. Đó là dĩa của mình mọi người. Và mình quay nãy giờ là quay một cái chảo bánh tôm nó đầy lên rất là thơm luôn. Một cái.
nghe giòn rụm luôn. Ở phía trong mình đây có một cái rổ rau húng mọi người, nhìn tươi và sạch ghê luôn nè. Rau này ở đâu hả cô? Tây Ninh. Trời ơi, đẹp. Dạ cảm ơn cô, xíu con ngàn ra coi như thế nè. Một rổ rau húng luôn. Do hiện tại tình hình dịch bệnh á, nên quán là không có trang, mình không có ăn ngồi tại chỗ được, nhưng mà mình hôm nay thì mình mượn quán một cái bàn để mình ngồi mình ăn tại chỗ review cho mọi người luôn. Chứ hết dịch là sẽ bàn ghế chạy ra đó, mình thấy quán rất là rộng mọi người và gió mát nữa. Đã mình vô mình bất ngờ mình tưởng nó có bình này là bình trà đá chứ, bên này là bình nước mắm đó. Mình kêu hai dĩa bánh cuốn trứng nè, nằm đi hai người mình đổ ra đó. Tại vì ăn bánh cuốn là mình thích ăn tại chỗ, khi mà mình vừa tráng lên tất cả đều nóng ăn rất hấp dẫn luôn. Rồi, nhưng mà tình hình dịch thì mọi người cố gắng mình mua về mình ăn. Mình cho xíu ớt vào. Đấy rồi, mình sẽ thử coi như thế nào. Hơi nhiều ớt rồi đó. Cay quá mọi người ơi. Để mình thử cái ớt nãy mình chưa bỏ vào thử coi. Cái màu nước mắm rất là đẹp luôn. Vị chua ngọt nhưng mà nó thiên vào vị ngọt xíu. Rồi. Bây giờ sẽ cho vào đây. Có nhiều cách ăn lắm. Thứ nhất là mọi người cho trực tiếp vào đây. Cái thứ hai là người chấm mọi người. Bây giờ mình ăn cách chấm đi. Thì cho vào nó cay quá mình ăn được. Một dĩa bánh cuốn bình thường là 30, còn bánh cuốn trứng là 35. Bữa nay mình đi ăn thì chị cho mình cuốn rưỡi lần á. Chứ thường mọi người bán cho khách là chỉ có một cuốn thôi. Đây. Nó kèm theo một cái rau húng nữa nè. Đây là đó, những nguyên liệu như nấm mèo, thịt bằm, trứng là chỗ này. Để chấm. Cái vỏ bánh đó, nó mềm nhẵn nhẵn mọi người. Còn về cái độ dày mỏng á thì do cuốn bằng máy nó rất là đều. Đây cái độ dày bánh đó. Mình thấy nó tương đối được thôi, không phải là quá dày cuốn hay quá mỏng đâu. Cảm ơn cô. Nhân thì cũng là nhiều đó, mình ăn vào mình đầy miệng đó. Đó. Nem nữa nè. Mình cuốn cái này đi. Cay quá mọi người ạ. Mình ngon. Chung nữa. Đó. Rau húng từ Tây Ninh nè. Tươi ghê luôn. Thank you.
nó hay hăng hăng một xíu. Cái rau nó là vậy à. Bánh tôm mà không thấy con tôm nào thì do con tôm bột tôm xay ra rồi. Trời ơi, rất là giòn luôn. Đây là mọi người thấy cái cộng cộng nha. Đây là khoai lang nè. Ngọt mọi người, ngọt của đậu xanh. Giòn rụm luôn á. Không biết là để lâu thì nó còn giòn hay không á. Tại vì mình ăn tại chỗ mà. Không được. Bánh cống. Bánh cống thì mình thấy phía trong nó mềm mềm mọi người. Cái nhân ở trong nó hơi béo trước. Sẽ cho đậu vào. Đó. Rồi hết chưa luôn. Thật mùi. Đặc biệt là cái bột gạo rất là thơm. Thơm mùi gạo luôn. Mình sẽ ăn với chung với giá nhiều nhiều trước. Rất hợp khẩu vị của mình mọi người, nước mắm chua ngọt, cay cay. Cả hai anh em ăn hết dĩa lên. Quá đã luôn. Hết đây nè. Mình ăn là một cuốn rưỡi á. Thứ thường là bán cho khách một cuốn thôi. Quá no luôn. Trời à, bây giờ hơn 7 giờ rồi mọi người thấy trời nó tối tăm à. Không biết là bữa nay có mưa hay không. Vậy là trong buổi sáng ngày hôm nay mình có mặt ở quận Tân Phú để chia sẻ cho mọi người về bánh cuốn Thanh Nhàn ở đây. Bánh cuốn mái mọi người. Thì các bạn mình nếu có đi ngang vào buổi sáng thì có thể ghé qua trải nghiệm thử. Anh chị các bạn nào đã từng ăn ở đây thì để lại phần lượt bên dưới nha. Đó. Trong mùa dịch này thì chủ yếu là bán mang đi thôi. Có số điện thoại ngay chỗ 0902 305 732. Đó. Mọi người xem nha. Anh chị các bạn mình quan tâm với chủ yếu đâu Tân Phú thì mình có đặt cái đường lên ở phần lượt đầu. Còn bây giờ xin mấy bạn là